Kính chào quý vị Thưa quý vị Chúng ta đã nói nhiều đến Trung tá Nguyễn Đình Bảo Mà chúng ta không nói đến Ông Tô Phạm Liệu Mọi người y sĩ đã sát cánh với nhảy dù Thì thật là thiếu sót Hôm nay tôi trân trọng mời quý vị nghe Bút ký của ông Phạm Anh Dũng Viết về Ông Tô Phạm Liệu Người trở lại Charlie Trân trọng mời quý vị Lật qua tờ Nhật Báo Người Việt Ngày 5 tháng 10 Năm 1997 Một tin cáo phó Làm tôi giật mình Chú ý đọc ngay Tô Phạm Liệu y sĩ tiểu đoàn 11 nhảy dù đã không còn với chúng ta kể từ ngày 29 tháng 9 năm 1997. Vậy là anh Liệu đã từ giã cõi đời này rồi. Hình ảnh của Tô Phạm Liệu trở về từ dĩ vãng xa xưa. Lần đầu tiên tôi gặp Tô Phạm Liệu đã lâu lắm rồi, đã hơn 27 gần 28 năm trước đây. Ngày đó, tôi vừa học xong lớp y khoa năm thứ nhất ở trường Đại học Y khoa Sài Gòn. Tôi đã có một số khá đông bạn bè cùng lớp rủ nhau nộp đơn, đi thi và đổ vào trường quân y. Một ngày tháng giêng năm 1970, ngày nhập ngũ, chúng tôi rủ nhau nao nước đi trình diện ở trường quân y một đám sinh viên y dược nha đến và được tập trung ở cổng trường, chỗ gần trạm kiểm soát ra vào. Chúng tôi là những tân sinh viên quân y. Người đầu tiên ra gặp chúng tôi là một sinh viên sĩ quan quân y. Anh mặc quân phục xanh bộ binh, đeo lon trung úy có hai bông mai vàng trên một nền nhung đỏ thẫm ở trên vai với dấu hiệu con rắn vàng của ngành quân y và dấu hiệu một cánh dù màu xám bằng nhảy dù trên ngực áo thoáng gặp anh chúng tôi ai cũng phải để ý ngay vì anh là một người to lớn vừa to vừa cao trông y như là một ông hổ pháp vậy không cười đón niềm nở chút nào cả với giọng nói to vang vang trong buổi chiều nắng gió anh tự giới thiệu tôi nhớ đại khái rất ngắn và gọn anh cho biết tên là tô phạm liệu sinh viên sĩ quan quân y năm thứ sáu và anh được cấp trên đề cử làm sinh viên sĩ quan đại đội trưởng đại đội tân sinh viên anh liệu dẫn khoảng bốn năm chục người chúng tôi vào một sân rộng lớn của trường quân y nơi có một cột cờ với lá cờ vàng ba sọc đỏ khá cao đó là vũ đình trường của trường quân y và ở đó đã có thêm sẵn hai sinh viên sĩ quan quân y khác đứng chờ sẵn từ lâu chúng tôi được lệnh xếp hàng và ba ông đàn anh dẫn chúng tôi chạy vòng quanh sân cờ cho đến khi tất cả hết sức lực và có một người phải ngất xỉu đó là kinh nghiệm đầu tiên của đa số chúng tôi đối với quân đội đó là lần đầu tiên hành sát để mở đầu cho 8 tuần lễ huấn nhục của Đại nội Tân sinh viên sĩ quan quân y. Đối với những thư sinh trói gà không chặt mà còn dài lưng tốn vải ăn no lại nằm. Chỉ biết việc sách đèn thì đây quả là một thử thách khá lớn lao. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Tô Phạm Liệu trong tám tuần lễ của mồ hôi nước mắt chúng tôi đã được các đàn anh của các khóa trước chỉ dạy một cách rất tận tình bằng mọi cách chúng tôi được học qua căn bản quân sự căn bản thao diễn và mọi người được thay nhau tập hít đất tập thở tập chạy tập cười theo lệnh của các huynh trưởng các đàn anh chia ra từng toán ba người anh Tô Phạm Liệu đích thân làm trưởng một toán, mỗi toán có nhiệm vụ hướng dẫn các tân sinh viên một ngày. Riêng anh Liệu, hình như ngày nào cũng có mặt để quan sát các hoạt động tiến triển trong việc huấn luyện các tân sinh viên quân y. Anh Tô Phạm Liệu rất tận tâm bỏ khá nhiều thời giờ vào việc dẫn dắt đàn em mới nhập ngũ. Những người nào mà có vẻ lười biếng công việc tập lành thì khó qua khỏi mắt của đàn anh. Ai đau thật hay chỉ ốm giả anh cũng biết. Hình như anh biết rõ về bản chất, tính tình của từng người một. Anh là người gần gũi với chúng tôi nhất trong những ngày đầu tiên khi mới gia nhập quân ngũ. Sinh hoạt với anh một thời gian ngắn, chúng tôi nhận thấy ngay ngoài cái vỏ lạnh lùng nghiêm nghị của anh, còn có một bề trong khác hẳn với một tâm hồn đầy tình cảm và hiểu biết. Anh Liệu thường thấu hiểu gần như mọi chuyện xảy ra trong đại đội tân sinh viên quân y và thường giải thích hay giải quyết, thường là bằng tình cảm, những vấn đề khó khăn hay khó nói nhất. Nhiệm vụ chỉ huy, hướng dẫn, đôi khi làm anh có vẻ khó khăn và khô khan, nhưng những lúc nói chuyện với anh Liệu trong khi rảnh rang đã cho chúng tôi thấy anh là một người rất nhiều tình cảm rộng lượng và rất thương mến những anh em trong gia đình y dược nha trong ngành quân y một điều đặc biệt nhất là tô phạm liệu nói chuyện rất hay rất lôi cuốn người nghe nhất là khi anh đứng trước hàng quân tôi được biết anh đã từng là một huynh trưởng trong ngành hướng đạo Việt Nam. Sự việc anh giỏi về diễn thuyết hay chỉ huy là đã có kinh nghiệm từ lâu. Nhiệm vụ khó khăn của anh là cho chúng tôi được có những khái niệm ban đầu về quân đội rồi cũng thành công. Tất cả đám tân sinh viên y nha dược đều qua khỏi 8 tuần lễ huấn nhục gian lao. Chúng tôi được tổ chức lễ gắn alpha và trở thành những sinh viên quân y hiện dịch thực thụ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đêm hôm gắn Alpha, anh có nói chuyện riêng khá cảm động với một vài người chúng tôi. Anh cho biết, anh rất hài lòng với kết quả và nhắn nhủ công chuyện tương lai. Tô Phạm Liệu có nói ngày nào đó, chúng tôi sẽ hiểu rõ đàn anh hơn khi đứng ra hướng dẫn những đàn em sau này. Riêng tôi về sau này rất thông cảm anh, vì chính bản thân tôi lại được cử ra làm nhiệm vụ của anh để dẫn dắt các tân sinh viên quân y. Khi khóa sinh viên sĩ quan của chúng tôi trở thành khóa đàn anh lớn nhất trong trường quân y. Năm chúng tôi vào quân y cũng là năm khóa 16 sinh viên sĩ quan hiện dịch quân y ra trường. Anh Tô Phạm Liệu, chồng nhảy dù, và nhiệm sở đầu tiên là một tiểu đoàn nhảy dù. Tô Phạm Liệu đã chính thức trở thành y sĩ của một tiểu đoàn tác chiến của binh chủng nhảy dù. Những ngày sau đó, tôi rất ít khi được gặp anh Liệu. Chúng tôi ở lại hậu phương hoàn tất công chuyện học hành ở những trường y, nha, dược. Anh Liệu và các anh khác tản mát trong những đơn vị của quân đội khắp bốn vùng chiến thuật và tôi chỉ gặp lại anh liệu một hai lần gì đó trong một khoảng thời gian gần hai năm trời khi anh về ghé thăm trường quân y trong những dịp nghỉ phép giữa những ngày ở mặt trận những ngày đó anh vẫn cao lớn và mặc quần áo rằn ri nhảy dù trông rất oai hùng chúng tôi cũng chỉ có dịp nói chuyện chào hỏi chút ít và tôi chỉ biết là anh đã trải qua khá nhiều thử thách ngoài mặt trận nhưng không biết nhiều chi tiết. Và đến một ngày tháng ở một nơi của định mệnh. Thời điểm đó là năm 1972 vào mùa hè nắng cháy. Địa điểm là Charlie Cao Nguyên Nam Việt Nam. Tôi được nghe đến, được biết đến, được hiểu phạm liệu nhiều hơn 4 năm trước đó năm 1968 năm bầu cử tổng thống Mỹ là lúc Bắc Việt cho tổng tấn công và thất bại trên các chiến địa Tết Mậu Thân nhưng phải nói họ đã có ảnh hưởng trong việc tuyên truyền chính trị hình ảnh chiến tranh Việt Nam tràn ngập trên đất Mỹ theo vào từng nhà riêng của dân Mỹ bằng máy vô tuyến truyền hình dân chúng hoa kỳ đã bắt đầu chán sợ cuộc sống chiến tranh đẫm máu và dai dẳng cách xa một nửa trái đất đầu óc thực tế của họ đã đếm nhiều đến số tiền trang trải cho cuộc chiến hình ảnh quan tài những người mỹ chết ở việt nam đem về mỹ được chiếu rõ trên truyền hình làm nao núng cả quốc gia các phong trào phản chiến Mỹ bắt đầu hoạt động mạnh hơn. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ đều biết rõ tầm quan trọng của việc cần phải làm để chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Năm 1972, một lần nữa là năm bầu cử Tổng thống Mỹ. Do đó, một lần nữa cũng là lúc Bắc Việt cần có tiếng vang vọng với bất cứ giá nào. Đại tướng Bắc Việt võ nguyên giáp còn nghĩ là có thể chiếm đoạt miền Nam vào lúc này cũng như trận tổng tấn công tết mậu thân năm 1968 tướng giáp một lần nữa lại thí quân và lần này quyết định tấn công với ba mặt trận lớn được bùng nổ vào mùa hè 1972 thứ nhất mặt trận giới tuyến tại vùng phi quân sự. Việt Cộng đã bất chấp tất cả mọi ký kết của chính họ ở hiệp định Geneva 1954. Họ đã cho hai sư đoàn 304 và 308 tăng phái bởi 4 trung đoàn đặc công với hơn 209 xa của trung đoàn 203 và 204 cộng thêm 3 trung đoàn pháo binh vượt khu phi quân sự đánh chiếm Quảng Trị. Thứ hai, mặt trận biên giới chiếm đánh Lộc Ninh, An Lộc do các sư đoàn Cộng sản 5, 7 và 9 cùng với hơn 200 xe thiết giáp. Trong khi sư đoàn 1 Bắc Việt quấy rối vùng đồng bằng Cửu Long để cầm bớt quân đội Việt Nam lại vùng bốn chiến thuật. Thứ ba, mặt trận cao nguyên thì có hai sư đoàn 2 và 320 với cùng một trung đoàn chiến xa đánh chiếm vùng Con Tum Pleco. Trong khi sư đoàn 3 cộng sản đánh vùng Bình Định. Tại cao nguyên, tướng Võ Nguyên Giáp mưu định cắt miền Nam thành hai mảnh. Thời điểm là mùa hè đỏ lửa 1972. Địa điểm là Charlie của chiến trường Cao Nguyên. Trong quyển sách viết về chiến tranh Việt Nam mùa hè đỏ lửa, Phan Nhật Nam đã viết trong đoạn đầu tiên: "Charlie tên nghe lạ quá. Quả tình nếu không có trận chiến mùa hè 1972 thì cũng chẳng ai biết đến Charlie, vì đây chỉ là tên quân sự dùng để gọi một cao độ" nằm trong chuỗi cao độ chập trùng vùng tân cảnh con tôm Charlie gọi theo tiếng Mỹ còn tiếng Việt Nam thì cải cách hay C đỉnh núi cao không quá 900 thước trông xuống thung lũng sông Poco và đường 14 đông bắc là tân cảnh với hai cây số đường chim bay đông nam là con tôm thị trấn cực bắc của Tây Nguyên. Charlie là một giữa bị bao vây bởi căn cứ 5, căn cứ 6. Ở phía bắc, những mục tiêu quân sự nổi tiếng, những vị trí then chốt giữ cửa ngõ và tân cảnh mà bao nhiêu năm qua, bao nhiêu mùa hè, mùa mưa rào, báo chí hàng ngày trong và ngoài nước phải nhắc tới khi những hạt mưa đầu mùa rơi xuống miền núi non xương sườn cực tây của quê hương Việt Nam. Năm nay, sau bao nhiêu lần thử thách từ mùa mưa của năm 1971 qua đầu xuân của năm 1972, Bắc quân vẫn không vượt qua hai cửa ngõ, căn cứ năm, căn cứ sáu. Cộng quân liền đổi hướng tiến lòn sâu xuống phía nam của hai căn cứ trên để tiếp tục sự nghiệp giải phóng với mục tiêu cố định tân cảnh cắt đường 14. Lữ đoàn 2 nhị dù được cử đến lập một vòng đai để giữ những yếu điểm trong vùng quanh quốc lộ 14 và tiểu đoàn 11 nhảy dù có nhiệm vụ đóng giữ Charlie. Tô Phạm Liệu, người y sĩ trưởng của tiểu đoàn, một người sĩ quan nhảy dù đã được thả đến Charlie cùng với tiểu đoàn 11 nhảy dù. Tiểu đoàn nhảy dù mới nhất của sư đoàn nhảy dù Việt Nam vào ngày 2 tháng 4. Sau đó, tại Charlie, một trận đánh oai hùng và bi thương của người lính nhảy dù đã xảy ra. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù là Trung tá Nguyễn Đình Bảo tốt nghiệp khóa 14 trường sinh viên sĩ quan hiện dịch võ bị quốc gia Đà Lạt. Trung tá Bảo có tính tình giản dị và là người chỉ huy rất giỏi, nhiều kinh nghiệm chiến trường. Ông gia nhập nhảy dù ngay sau khi ra trường võ bị, đã từng dự nhiều trận chiến khốc liệt, chiến thắng nhiều và đã bị thương hai lần ở mặt trận. Tuy vậy, Lần này tiểu đoàn 11 nhảy dù bị bao vây bởi cả một sư đoàn Bắc Việt. Sư đoàn 320 có mang danh là sư đoàn Điện Biên và cũng được gọi là sư đoàn Thép tăng phái thêm trung đoàn 64 của sư đoàn Sao Vàng Cộng Sản. Không cần phải đoán, cũng thấy ngay là một chiến thuật thí quân lấy thịt đè người. Tiểu đoàn 11 nhảy dù và Trung tá Nguyễn Đình bảo Bây giờ có lẽ giống như một con hổ trong lòng. Ngày 11 tháng 4 là lúc Cộng sản sửa soạn tấn công. Hàng trăm quả pháo rót vào Charlie, kể cả đại pháo 130 ly với đạn xuyên phá delay. Đây là loại đạn đặc biệt nguy hiểm, không nổ ngay khi chạm đất, mà sẽ nổ sau khi đã xuống dưới mặt đất khoảng hơn một thước để tàn phá những hầm trú ẩn. Ngày 12 tháng 4, Cộng quân tiến đánh. Tiểu đoàn 11 nhảy dù kể cả bác sĩ quân Y Tô Phạm Liệu, đắc quân thảo với lính cộng của sư đoàn Điện Biên tranh thủ từng thước đất. Trung tá Nguyễn Đình bảo, nhiều sĩ quan và binh sĩ nhảy dù đã hy sinh tại mặt trận. Ngày 15 tháng 4 năm 1972, tiểu đoàn 11 nhảy dù tan rã. Chính bản thân Tô Phạm Liệu cũng bị thương ở chân. Tô Phạm Liệu và thiếu tá tiểu đoàn phó đã dẫn một nhóm nhỏ còn lại và các thương binh rút khỏi Charlie. Và nhóm này cuối cùng được trực thăng bốc đi thoát. Một số khác thì chạy bộ băng rừng về, xác chết của nhiều quân nhân và của trung tá Nguyễn Đình Bảo đã không đem được về và đã để lại ở Charlie. Nhiều chiến sĩ nhảy dù đã anh dũng ở lại Charlie. Sau này nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã cảm hứng vì sự hy sinh của trung tá Nguyễn Đình Bảo và những chiến sĩ nhảy dù khác tại mặt trận Charlie bà đã sáng tác Người ở lại Charlie, một bản nhạc khá hay và cảm động. Anh, anh, hỡi anh ở lại Charlie. Anh, anh, hỡi anh dạ từ vũ khí. Sự kiện Tiran 11 nhảy dù tan rã ở Charlie khi bị hơn một sư đoàn bộ đội Bắc Việt tấn công với đại pháo và chiến xa là chuyện dĩ nhiên phải xảy ra. Nhưng điều quan trọng hơn là sự hy sinh dũng cảm của những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã gây tổn thất nặng cho đối phương và ảnh hưởng đến tinh thần của cán binh Bắc Việt. Tuy là ngay sau đó, lữ đoàn 2 nhảy dù phải bỏ cả tân cảnh về con tôm. Tuy là các sư đoàn Bắc Việt kiểm soát được quốc lộ 14, tuy là họ đã bao vây thành phố cao nguyên con tông, tuy là họ dốc toàn lực đánh con tôm hai lần ngày 14 và 25 tháng 5, nhưng họ vẫn thất bại. Cuối cùng, Cộng sản Việt Nam vẫn không đạt được mục tiêu vào năm 1972 và phải rút lui tại mặt trận miền cao nguyên mặt trận biên giới nổ lớn tại an lộc bình long bộ đội cộng sản hàng hàng lớp lớp biển người được yểm trợ bởi hàng trăm chiến xa tối tân và đại bác hòa tiễn hùng hậu đã tràn ngập mặt trận nhưng họ đã phải đứng khựng lại ở quận an lộc cứ điểm quan trọng ngăn cản đường tiến của Bắc quân đến quốc lộ 13 để về giải phóng Sài Gòn. Trong khoảng 100 ngày gần, 60.000 quả đại bác đã bắn vào độ một cây số vuông của quận lỵ nhỏ bé An Lộc. Năm lần Việt Cộng đã mở những cuộc tấn công và cả năm lần Bắc quân phải chùn bước. Người hùng chuẩn tướng Lê Văn Hưng và các lực lượng phòng thủ với sự phụ lực của Đại tá Lê Quang Lưỡng và Lữ đoàn 1 nhảy dù cùng với sự yểm trợ với sự phụ lực của Đại tá Lê Quang Lưỡng và Lữ đoàn 1 nhảy dù cùng với sự yểm trợ hữu hiệu của không quân Việt Nam Cộng Hòa và không quân Hoa Kỳ đã cho Bắc Việt một bài học cay đắng. Và họ đã cho tướng Võ Nguyên Giáp biết thế nào là tự thủ ngày 8 tháng 6 năm 1972, tiểu đoàn 8 nhảy dù tiến vào thành phố và đã bắt tay được với tiểu đoàn nhảy dù bạn. Tiểu đoàn 6 nhảy dù là đơn vị đã được trực thăng vận đến An Lộc mấy ngày trước. An Lộc hoang tàn, nhưng An Lộc vẫn đứng vững. An Lộc đẫm máu, An Lộc đầy lửa khói nhưng An Lộc vẫn còn đó cuối cùng Bắc quân phải rút lui còn mặt trận vùng Hòa Tuyến ngay những ngày đầu tiên Việt cộng đã tràn ngập Quảng Trị và sư đoàn ba bộ binh Việt Nam sau đó phải tan rã chạy về phía Nam dân chúng Quảng Trị ghét sợ cộng sản chạy theo quân đội Việt Nam Cộng Hòa hỗn loạn kinh hoàng máu đổ nhiều. Quân dân chạy giặc dưới làn đạn làm hàng ngàn người chết ở đại lộ kinh hoàng. Bắc quân tràn lan đánh chiếm khắp mọi nơi. Nhưng họ đã bị trận đứng ở sông Mỹ Chánh. Nơi đây, ngày 2 tháng 5, lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến đã bắn hạ 17 chiến xa Bắc Việt. Cùng một lúc, Thiếu tướng Ngô Quang Trưởng được cử ra giữ chức tư lệnh quân lần một Và thế cờ được lật ngược Tiểu đoàn 11 nhảy dù tan rã ở tân cảnh Nhưng không biến mất mà đã phối trí lại Và chỉ độ một tháng sau ngày tan rã ở Charlie Tô Phạm Liệu và tiểu đoàn 11 nhảy dù Đã có mặt ở miền Hòa Tuyến tháng 6 1972, sư đoàn nhảy dù, sư đoàn thủy quân lực chiến và sư đoàn một bộ binh cùng với sự yểm trợ của không quân ở Charlie, Tô Phạm Liệu và tiểu đoàn 11 nhảy dù đã có mặt ở miền Hòa Tuyến. Tháng 6 năm 1972, sư đoàn nhảy dù, sư đoàn thủy quân lực chiến và sư đoàn một bộ binh cùng với sự yểm trợ của không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và không quân Hoa Kỳ đã mở chiến dịch tổng phản công. Cuộc chiến đẫm máu kéo dài đến tháng 9 năm 1972, khi lá cờ vàng ba sọc đỏ được những người lính thủy của lực chiến dựng lại tại cổ thành Quảng Trị. Và khi tàn quân Bắc Việt chạy ngược trở về bên phía Bắc, dòng sông Thạch Hãn. Giấc mơ chiếm đoạt miền Nam vào mùa hè 1972 của tướng Võ Nguyên Giáp đúng là chỉ là một giấc mơ thôi. Có lẽ nhiều ngàn hay có thể đến hàng chục ngàn người đã sinh Bắc và được tử Nam trong mùa hè này. Y sĩ Đại úy Tô Phạm Liệu đã được sư đoàn nhảy dù trao tặng danh hiệu quân nhân xuất sắc nhất của sư đoàn nhảy dù. Tô Phạm Liệu, tên tuổi hào hùng của ngành quân y con rắn chúng tôi, cũng lần danh trong những đơn vị nhảy dù mũ đỏ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thời đó. Chiến dịch mùa hè 1972 đã làm Bắc Việt tổn thất nặng. Phải một thời gian khá lâu họ mới hồi phục lại được sức mạnh những ngày tháng ngay sau đó họ đã không tạo thêm được tiếng vang gì đáng kể ngoại trừ một cố gắng khác nhưng vẫn thất bại ở tại Sa Huỳnh vùng Quảng Ngãi Bình Định đầu năm 1973 nhưng năm 1973 cũng là năm của hiệp định paris ký kết bởi henry kissinger và lê đức thọ năm của việt nam hóa chiến tranh việt nam hiệp định paris đã đẩy việt nam cộng hòa vào con đường cùng hoa kỳ dần dần rút khỏi việt nam và sau đó viện trợ quân sự mỹ cho quân đội việt nam cũng giảm dần theo đặng dược xuống ống của quân đội Việt Nam trở thành thiếu thốn. Xe tăng thì lỗi thời, máy bay cũng ít dần và cũ kỹ dần. Trong khi đó, Bắc quân thì ngày càng nhiều khí giới tối tân hơn. Nga Xô và Trung Cộng cùng các nước cộng sản trên thế giới vẫn tiếp tục ủng hộ tiếp tế Hà Nội một cách tích cực. Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng chiến đấu hầu như chỉ một mình với Cộng sản Bắc Việt và nguyên cả một thế giới Cộng sản đứng đằng sau chúng. Đó là kết quả của Việt Nam hóa chiến tranh Việt Nam. Chính sách của Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon Hiệp định Hòa bình Paris 1973 và giải Nobel được trao tặng cho Lê Đức Thọ và Henry Kissinger chỉ là những trò hề. Bắc quân lại tiếp tục xâm phạm những gì họ ký kết. Đường mòn Hồ Chí Minh sau đó đông người như đi chợ, chuyển quân và vũ khí thiết giáp vào miền Nam. Theo Phạm Liệu, tốt nghiệp khóa 16 sĩ quan quân y hiện dịch gia nhập nhảy dù năm 1970. Khóa 21 sĩ quan hiện dịch quân y, khóa cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa khóa của chúng tôi ra đơn vị vào năm 1975. Năm năm sau, tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Những tên trung úy y nha dược ra đơn vị đúng lúc ngày tàn của cuộc chiến. Tỉnh Phước Long đã rơi vào tay Cộng sản vào tháng 2 năm 1975. Chuyện gì đã xảy ra, đã xảy ra. Chuyện mất miền Nam và tay Cộng sản ngày 30 tháng 4 1975 đã đến. Có điều chuyện đó xảy ra hơi sớm. Một cách rất ngạc nhiên, ngoài sự dự liệu của tất cả mọi người trong và ngoài cuộc. Lịch sử sẽ cho dần những câu trả lời. Nhưng làm sao có ai, có những lý do nào mà có cho đủ được những câu trả lời cho chuyện bỏ chạy một cách nhanh chóng như vậy. Đa số chúng tôi khóa 21 quân y chỉ đến đơn vị được một hai tháng thì cuộc đời nhà binh cũng chấm dứt. Và để sửa soạn dư luận cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1976, tướng Việt Cộng Văn Tiến Dũng đã bắt đầu chiến dịch mùa xuân năm 1975. Nhưng Chính những người cầm đầu Đảng cộng sản Việt Nam cũng không thể biết có kết quả nhanh và bất ngờ ngoài dữ liệu như vậy. Miền Nam Việt Nam sụp đổ dần dần như một căn nhà không có nền móng trong khoảng 55 ngày. Ngày 10 tháng 3 1975, Bắc quân bắt đầu tiến đánh Ban Mê Thuật. Ban Mê Thuật mất ngày 17 tháng 3. 1975. Theo sau là Quảng Trị mất 20 tháng 3. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh bỏ Huế ngày 23 tháng 3. Rồi Đà Nẵng di tản ngày 29 tháng 3. Bắc Việt tiến chiếm dễ dàng dần dần từ Bắc xuống Nam. Bắc quân vào nhiều thành phố bỏ trống như chỗ không người. Tình hình thật là hỗn loạn và những câu chuyện cười ra nước mắt được kể lại như là một thành phố ở miền trung được di tản đến cả ba bốn ngày sau một đơn vị quân đội nhỏ của việt nam cộng hòa quay lại thì cũng vẫn còn y nguyên vì cộng sản cũng không đến kịp vào để tiếp thu hoặc là có những thành phố được phát ngôn viên chính phủ việt nam cộng hòa cho biết là đã di tản nhưng sự thật Dân quân vẫn còn y nguyên tại chỗ. Hầu như tất cả mọi người đều không làm được gì cả. Chúng tôi bất lực, chúng tôi không làm được gì, ngoài việc chỉ cố tránh né để mái nhà hay bức tường vỡ khỏi rơi vào người. Ngày 20 tháng 4 năm 1975, tiền đồn cuối cùng ở Xuân Lộc bị phá vỡ chuẩn tướng Lê Minh Đảo và sư đoàn 18 phải rút quân. Sài Gòn hầu như rối loạn hoàn toàn. Nhìn trước ngó sau, chỉ thấy nhiều người tìm cách đi khỏi nước Việt Nam hơn là tìm cách chống trả giữ Sài Gòn. Sài Gòn coi như đã mất, thành phố như là một thành phố đang chết. Chỉ còn vấn đề thời gian thôi, một thời gian ngắn thôi. Những ngày cuối cùng của tôi ở thành phố Sài Gòn là như vậy. Ngày ngày nghe được những tin tức, những người nào ra đi, những người nào đã đi, những người nào sắp đi. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu từ chức. Trong diễn văn gửi đến các nước, ông Thiệu đã không hết lời trách móc đồng minh Hoa Kỳ. Trung tướng Thiệu tuyên bố sẽ trở lại quân đội khoác áo nhà binh cùng các anh em chiến đấu nhưng vài ngày sau thì được tin người đang ở đài loan rồi thiếu tướng không quân nguyễn cao kỳ cũng tuyên bố đại khái là nhất định ở lại việt nam ăn cà ăn tương ăn mắm vì qua mỹ ăn thò mát mà uống sữa tươi sẽ đau bụng Vài ngày sau, người cũng bay đi đâu mất. Tân Tổng Tư lệnh Quân đội Trung tướng Vĩnh Lộc cho phát thanh một nhật lệnh đến toàn thể quân đội Việt Nam Cộng Hòa hung dũng kêu gọi Mọi người hãy bỏ ý định chạy trốn như những đàn chuột nhất. Nhưng khi bài nói chuyện được phát thanh trên đài, thì người đã ngồi ở trên một chiến hạm ngoài khơi trên đường ra ngoại quốc mỗi ông đều tuyên bố một câu xanh rờn và toàn là những lời những câu nói để đời tây phương đã dạy làm tướng thì phải biết cách tự xử khi mất thành tây phương cũng có viết làm thuyền trưởng khi tàu chìm thì phải ở lại chim thác tàu tôi không hy vọng những người trên đây làm được như những thiếu tướng nguyễn khoa nam thiếu tướng Phạm Văn Phú, chuẩn tướng Lê Văn Hưng, chuẩn tướng Trần Văn Hai, chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ là những vị tướng đáng kính phục tự sự khi mất nước. Nhưng phải chi những người đó cứ im lặng mà đi thì cũng chẳng có mấy ai cay đắng. Mỗi khi nghĩ đến chuyện những người ở lại hy sinh mạng sống hay nằm trong những trại cải tạo của Cộng sản Việt Nam Hằng bao nhiêu năm trời. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tân Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng. May mắn thoát được lên chiến hạm Hải quân Việt Nam HQ-1. Chỉ độ 10 phút sau đó tàu rời bến Bạch Đằng cùng cả những chiến hạm còn lại ở bến của hạm đội Hải quân Việt Nam. Sau khi binh sĩ Hải quân chặt cầu, vì không đủ chỗ cho hàng người đang đứng đợi lên tàu. Thế là hết. Vĩnh biệt Sài Gòn, vĩnh biệt Việt Nam. Tàu Việt Nam đến Siêu Bích Bay ở Philadelphia thì chúng tôi được chuyển ngay sang một tàu Hoa Kỳ rộng lớn hơn để đi đến đảo Quang. Bước lên chiếc tàu Hoa Kỳ đầy người, đủ loại người, dân sự có, quân sự có, người nằm, kẻ đứng ngồi hỗn loạn tôi tìm đến một góc nhỏ để tránh né phiền phức ở đây tôi thấy một người khá to lớn nằm trên một chiếc võng mắc vào những cái cột của tàu lại gần thì nhận ra đó là huynh trưởng tô phạm liệu tôi không ngờ gặp nhau trong hoàn cảnh này tôi buồn nhớ lại những ngày xưa người anh từ chiến trường về thăm trường quân y với binh phục nhảy dù oai hùng bây giờ tô phạm liệu vẫn mặc binh phục nhảy dù việt nam nhưng bẩn và nhầu nát anh liệu không giống anh liệu những ngày trước khi anh trở về từ những chiến thắng nữa tô phạm liệu nằm trên võng anh vẫn tỉnh giấc nhưng mắt nhắm như để quên đi những hình ảnh nào đó anh liệu hình như muốn ngủ triền miên nhưng làm sao mà ngủ được chứ rồi sau đó tô phạm liệu cũng mở mắt ra anh kể lại những lúc cuối cùng tô phạm liệu nói rất ít tôi cũng chẳng nói nhiều đau khổ đã làm tê liệt con người nhưng thật ra còn có gì khác để đáng nói đến nữa đâu anh em nhìn nhau thẫn thờ, bàng hoàng, sững sờ, giọt lệ nào đó hình như vòng quanh khóe mắt làm mờ mắt của cả hai chúng tôi. Ngày hôm sau, tôi trở lại chỗ cũ không thấy anh đâu cả, chiếc võng cũng biến mất. Tôi để ý tìm mà không gặp. Tôi phạm liệu chắc cũng chẳng muốn gặp lại ai nữa. Tôi cũng không muốn tìm thấy người quen nào nữa. Những ngày đầu tiên đến đất Mỹ là những lúc vật lộn với cuộc đời mới cũng như các bạn bè khác trong giới y khoa để tìm đường trở về nghề cũ. Và cũng như đa số bạn bè y khoa, tôi cuối cùng cũng trở lại nghiệp y. Thỉnh thoảng, tôi cũng được nghe đến anh Tô Phạm Liệu. Tôi được biết anh đã quay lại hành nghề ở một nhà thương điên, State hospital nào đó ở Kansas. Tôi được biết anh uống rượu nhiều, rất nhiều. Tôi muốn, nhưng chẳng bao giờ có dịp liên lạc. Năm 1989, tôi đi dự cuộc họp Hội Y sĩ Quốc tế Việt Nam tự do ở một khách sạn lớn ở Little Saigon, California. Đang đi vơ vẩn trong khách sạn, thì có tiếng gọi tên tôi nhìn ra thì thấy huynh trưởng tô phạm liệu anh em gặp nhau mừng ứa nước mắt anh dẫn tôi vào ngồi ở một quầy rượu anh uống rượu mạnh liên miên tô phạm liệu lần này nói chuyện nhiều hơn nói khá nhiều có khi là người nói mà cũng có khi là rượu nói anh nhìn tôi và nói và nhắc nhở đến đoàn trung bửu bị động quân chết trên đường ra đơn vị 1975. Vũ Đức Giang, thủy có lục chiến tự tử chết trong trại học tập 1976. Đó là những bạn cùng lớp khóa 21 quân y của tôi, những đàn em của đại đội tân sinh viên quân y 19 năm trước của anh đã hy sinh trong những ngày vừa qua bây giờ anh tô phạm liệu ốm hơn trước anh liệu cho biết là anh đang bị bệnh đái đường nhưng anh vẫn uống rượu liên miên anh cho biết có lẽ đã bị chứng đau thần kinh vì bệnh đái đường tô phạm liệu bảo những cơn đau rất gần nhau và khá nặng nhưng anh vẫn không chịu uống thuốc giảm đau tôi hiểu anh muốn có những cơn đau thể xác đó để cho quên mất cái đau tinh thần. Tô Phạm Liệu nói là anh cảm thấy lẻ loi ở cái đại hội y sĩ có nhiều những người mặc quần mới, áo đẹp và ăn to nói lớn, thích nhảy đầm và xếp hàng để lên hát. Trong cơn say, anh nói là phải chi trước kia mười mấy năm trước anh được ở lại Charlie với Trung tá Nguyễn Đình Bảo với các bạn nhảy du thì sướng hơn nhiều. Tôi phạm liệu chỉ thích uống rượu thôi và không muốn làm gì nữa cả. Tôi không uống được nhiều rượu nhưng cũng uống hai ba ly rượu để làm vừa lòng anh. Tôi chú ý nghe anh nói. Anh nói chuyện vẫn hay và hấp dẫn mười chín năm trước đó khi anh đang huấn luyện tân sinh viên quân y mỗi lần nghe anh nói chuyện tôi hầu như thấy anh nói đều có lý cả lúc này thì khác có nhiều chỗ tôi thấy anh nói đúng và cũng có nhiều lúc tôi nghĩ là anh nghĩ sai nhiều lúc là rượu nói chứ không phải anh nói nữa nhưng tôi hiểu tô phạm liệu nhiều giữa tiệc rượu của hai anh em sau 15 năm mới gặp gỡ Cô Phạm Liệu làm tôi ngạc nhiên khi nói là muốn đọc thơ cho tôi nghe anh nói là anh chả có thích thơ và cũng chẳng nhớ bài thơ nào nhưng chỉ thích và nhớ một đoạn trong bài thơ nhớ rừng của thế lữ ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ thuở tung hoành hóng hách những ngày xưa nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già với tiếng gió gào ngàn với giọng nguồn hát núi với khi thét khúc trường ca dữ dội ta bước chân lên giọng dạc đường hoàng luyện tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng vần bóng âm thầm lá gai cỏ sắc trong hang tối, mất thần khi đã quắc, là khiến mọi vật đều im hơi. Ta biết, ta, Chúa tể cả muôn loài, giữa chốn thảo hoang không tên không tuổi. Nào đâu, những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi, đứng uống ánh trăng an. Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn, ta lặng ngắm giang san ta đổi mới tôi hiểu tô phạm liệu nhiều hơn tôi vẫn kính trọng anh tôi vẫn thương mến anh như những ngày xưa và có thể là hơn những ngày xưa nữa nhưng vẫn có những điểm tôi không đồng ý với anh liệu lần gặp gỡ đó là lần sau cùng tôi gặp người anh lớn của khóa tân sinh viên sĩ quan quân y ngày nào của chúng tôi sau này tôi được biết anh đã dọn về ở tiểu bang louisiana và làm việc ở một nhà thương nào đó và đến bây giờ huynh trưởng tô phạm liệu đã vĩnh viễn ra đi tôi nhìn qua khung cửa sổ xa xa trên bầu trời trong xanh gần những đám mây trắng ở trên thật cao hình như mờ ảo có một cánh dù nhỏ bé Tôi nghĩ anh trở lại tìm Nguyễn Đình Bảo và những anh em nhảy dù khác, những đồng đội đã ở lại Charlie. Tô Phạm Liệu Người trở lại Charlie Phạm Anh Dũng